diễn viên Võ Tấn Phát. Xin mời. Chọn đội trưởng, đội tự nhiên mình bầu trước đi ạ. Đó là chị Đại. Thôi bây giờ cái người nhìn tự nhiên nhất. Không, bây giờ chị cũng muốn tự nhiên nữa, để cho tụi em tự nhiên ha. Là để cho tụi em làm đội trưởng đi. Không, chị cứ làm đi, tụi em ơi sao ủng hộ chị hết mình, yên tâm. Tụi em ơi sao ủng hộ chị hết mình, yên tâm. Đội chúng ta cử ai thi trước ạ? Chị cử ai? Phát. Chị Giang thi với em đi. Phát sẽ thông minh nè. Dạ rồi, dạ. Vậy là anh Phát và chị Phương xin mời ạ. Wow. Trời ơi, đẹp luôn. Lại lấy ra một đội thì đẹp hơn. Xuất sắc hết nhạc luôn. Mà đồ hợp luôn. Trời đó. Bây giờ chúng ta sẽ phân định quyền thi trước và thi sau bằng một phương pháp rất là khoa học, tiên tiến và hiện đại đúng không? Dạ đúng rồi, đó chính là bánh tù xì. 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 tới sáng. Rồi. Xin mời Tấn Phát ạ. Phải vậy chứ. Tiết mục vừa rồi nhớ chi tiết gì? Em nhớ cái mái tóc của bạn đội trưởng nè. Wow. Rồi, ngon rồi. Có dính không? Có. Kẹo, nhớ kẹo. Gì nữa? Nhớ gì nữa? Nhớ gì nữa? Với mấy cái đầu dài á. Chốt đó. Chị Giang. Em không ngờ con người tinh tế vậy luôn á. Còn gì nữa, còn gì nữa? Cho cố nói không chính câu nào hết. Không có luôn hả? Không có chính câu nào hết. Đội trưởng em nói không có, cái là làm hoang mang quá. Vậy thì bây giờ đội miền Tây, đội trưởng của các bạn là ai? Xin được chào đón đội trưởng diễn viên Võ Tấn Phát. Yeah, chào mọi người. Tấn Phát xin được gửi lời chào đến anh Đại Nghĩa, đến tất cả các bạn cùng chơi, đội bạn cũng như là toàn bộ các khán giả có mặt ở đây và cũng như là đang xem chương trình. Em cũng là người miền Tây luôn nè anh Nghĩa. Bốn bạn này khi chưa có em xuất hiện thì bốn bạn này có vẻ hơi rụt rè chút rụt xíu rè. Bây giờ em có cái cách gì em làm cho bốn người bạn của em cùng với em trời ơi thể hiện một cái tinh thần gì đó cho nó cuồn cuộn lên? Thôi vậy giờ mình hát đi. Miền Cần Thơ gạo trắng như trong vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Dạ thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta vừa mới nghe một bản hợp xướng với rất nhiều những tông khác nhau. Đúng rồi anh, tại vì mỗi người một tỉnh mà, đâu thì có đó. Trung tỉnh đâu mà trung tông. Thì đó, trung tỉnh đâu mà trung tông. Diễn viên Tấn Phát và diễn viên Lê Lộc. Hai đứa bớt cười vô mặt nhau lại. Vô đây. Ủa mọi người. Ủa. Thôi trùng hợp quá, tình cờ quá. Trời ơi, quý vị thân mến, tiểu phẩm Ủa tới đây là kết thúc. Vỗ tay. Kính thưa quý vị, một trong những tiểu phẩm rất mặn của chúng ta trong ngày hôm nay. Vậy anh Khỏi giới thiệu. Giới thiệu tôi ngưỡng mộ rồi, tôi thấy duyên dáng này kia. Giới thiệu ra hàng xong. Em sao tèo dữ vậy? Dạ. Sao mấy đứa? Sao vậy, em thấy cũng vui mà. Vui quá trời luôn á, mọi người thấy. Thôi đừng diễn gì hết. Tới đây sống là chính mình là được. Lộc. Dạ. Em hãy nói một vài tính từ về bản thân dành cho tất cả mọi người trong năm 2020 rồi. Ừ. Cười to. Cái, là hành cái đó là tính từ. Cái đó động từ. Cái đó là động từ. Tính bé, từ á, lòng từ nha. 2, 3, 1, 1 tính từ thôi. Nói chung là tính từ là Tính từ là cái từ tất cả quý vị hãy nhớ cái lời lọc trong năm 2020. Cái gì cũng ở trên á. Ủa chưa kịp nói luôn á. Phát dạo này sóng gió cuộc đời khó khăn hay là hôm nay đứng kế lọc mà bạc đầu vậy? Lọc làm gì mà bạc đầu, nói chung là lâu lâu mình đổi cái phong cách chút xíu cho nó mới lạ. Cái này là tóc nhuộm thôi chứ không phải đâu là bạc. Đâu có, em thấy tóc giả mà. Lọc cái gì tóc thiệt, tóc thiệt không có giả miếng nào hết trơn. Đâu có thấy cái kẹp đây nè. Ôi con bé này nó rớt bây giờ. Dạ tiểu phẩm nhỏ tóc giả đến đây là kết thúc. Xin mời hai người chơi về vị trí của mình luôn. Không còn gì để nói nữa trơn á. Yeah, và ngày hôm nay Quốc Bảo và Tuyền Tăng. Tuyền Tăng hả?
Tuyên Tấn. À Tuyên Tấn, nói chung sao là hôm biến nay... hình ghê vậy. Cái gì mà to cao lực lượng nhìn mà là thấy Tăng phải không? Trước hết là Tăng gì các cân trọng. Ủa? Tại vì sao không? Tại vì hồi nãy đứng ở trong cánh gà, Tuyên Tấn là cũng make up là mặc đồ đó trơn rồi. Nãy chào đầu với Bảo rồi. Nè, cái là bay ra là làm liền đó. Tuyên Tấn bước ra là lên tăng xong luôn. Tăng xong luôn. Rồi đó. Cái gì ghê vậy? Đẩy phát ra liền. Mình thử một số này nam dẫn thử coi. Hỏi thử Bảo xin chương trình vô dẫn thiệt luôn. Tại vì biết sao không? Bữa giờ dẫn với Tuyền không thích lắm. Mấy cái này biết sao không? Tại vì không có hợp á, anh em quen nhau phải nói là 6-7 năm rồi, nhưng mà lên sân khấu cái bị dấp đĩa khó chịu. Mấy cái điều này chứ Bảo Quang Mỹ không có chụp được. Mấy anh camera bắt kỹ giùm em cái đoạn này. Dạ đúng rồi, ngày hôm nay nam đó, cặp đôi đội hình nó đẹp, nó đặc biệt, nó có điểm nhấn. Và hôm nay đợi em bé này xuất ra. Bé này kính thưa quý vị, đó chính là thành viên thứ 6 của video siêu nhí ạ. Em quay lại rồi bác ơi. Giới thiệu lại đi anh. Anh mới nói cái gì em nghe không có rõ dưới, tại em lên tăng xong không anh? Em lên tăng xong. Bác sĩ cho em ra sớm vậy hả Tuyền? Dạ bác sĩ cho em ra sớm nên em nghe cái gì đó cái em hơi mệt em, mệt lại. Để mình tăng giùm tuột chưa? Mình bình thản bình tĩnh lại để đón nhận những điều mà cái người anh thân thiết đã đồng dẫn với mình rất là ăn ý trong anh không tuần vừa qua. Anh không nói có biết gì hết, anh vô tội luôn. Anh vô tội luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, xin được giới thiệu với quý vị, đây là một trong hai khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Và chắc chắn tôi không thể đứng bên cạnh một chàng trai như vậy để mà dẫn chương trình được. Tôi rất muốn bên cạnh của chúng tôi, đó chính là một cái mảnh ghép phù hợp và chúng ta hiểu nhau. Một tràng pháo tay để đón chào giới thiệu quay trở lại sân khấu của MC Tuyền Tấn. Giới thiệu về bản thân mình và đội mình luôn nha, xin mời. Dạ, dạ em chào anh Minh Sù. Chào dạ. Em. Chào chị Lina Trang. Chào em. Dạ. Chào bạn chơi. Không bớt đi em ơi, cái nét này thiệt sự luôn, cái nét ngoan hiền này không hợp với em đâu. Ủa em cũng nết na hoan thôi, hiền. Thôi. Hôm nay là Tấn Phát lần đầu tiên đến với chương trình Về Nhà Đi Anh. Nghe cái tên nó cũng kiểu nó rất là drama, nó rất là tình cảm, yeah. Kiểu như một bộ phim ngôn tình vậy. Đúng, đó. Đúng, chính xác. Nhưng mà ai đâu biết đâu. Vô đây rồi mới biết format chương trình là về an toàn giao thông. Chính xác. Về lái xe đi đường này nọ. Đúng. Mà em là cái người chuyên đóng phạt. Chuyên đóng phạt. Lái xe bao nhiêu năm rồi? Em lái xe cũng có thâm niên rồi mà vẫn bị phạt như thường. Cái lỗi nào mà phát bị phạt nhiều nhất? Cái lỗi mà bị phạt nhiều nhất á là bị quá tốc độ. Có một lần là trên đường cao tốc về miền Tây đó, Trung Lương á, là ngày xưa là cho đi 120 km/h. Dạ. Mà sau này là bỏ trạm thu phí rồi, chỉ còn là tối đa là 100 km thôi. Thì cứ tưởng đâu là giống như ngày xưa cứ đạp 120. Chính xác. Vừa hết cao tốc, mắc vô. Đó, đây nhá, đây kinh nghiệm của Phát á, không chỉ riêng một mình Phát mà là của những anh chị khác khi đến với chương trình này luôn. Ngày xưa là chạy xe đạp là mới biết chạy, cũng giống như chị đó, mê lắm, thấy cái xe đạp là trời ơi, đam mê mà nhà không có phải mượn hàng xóm. Mượn hàng xóm em chứ đâu có đâu. Mà không phải là đụng vô đống củi như chị đâu, là có cái ao, nhà trước có cái ao á. Phải. Trời ơi, anh là đi tắm xong luôn. Là ủi xuống dưới luôn. Mà ngóc lên rồi mới biết trời ơi, cái ao là ao nuôi cá tra. Ao nuôi cá tra. Không phải ao nuôi nữa. Trời, chúc mừng em. Trời em ơi, hàng chưa? Xóm nó bu lên vớt em lên. Mà tiếp điều mà mình không muốn lên luôn á. Tiếp điều mà mình không muốn lên luôn á. Lên là nhục quá trời.